chiếc xe này của bên em chạy mới được chỉ có là 8 vạn km thôi các bác nhá. Rất là mới luôn. Một chiếc xe đời thấp chỉ có là 2009 mà chiếc xe nó còn quá mới luôn các bác ạ. Các bác xem cho em một số những vị trí để mình thấy được chiếc xe này nó mới như nào nhá. Tí em mở máy cho các bác xem. Ốc nhái vàng ươm. Nó vàng ươm như này luôn các bác nhìn này. Nó vàng ươm như này nhá. Ốc nhái phần khoang máy đấy ạ. Còn tất cả những cái phần móc khóa như này các bác nhìn thấy đây. Đấy. Rất là sáng đúng không ạ? Rất là đẹp, vẫn còn 7 màu. Và đây là nội thất bên trong của chiếc xe mà em sẽ quay cho các bác xem luôn. Ghế da xịn cao cấp nguyên bản theo xe và các bác nhìn xem. Ít khi ngồi đến, ít khi ngồi tới cho nên là ghế da của xe nó vẫn còn được đẹp như này. Các bác nhìn xem này. Đấy. Một mẫu xe đến từ thương hiệu của Mazda các bác nhá. Đây là logo của chiếc xe này. Và chiếc xe đây các bác nhìn xem mới được có 8 vạn 7 km thôi. Đây là mặt đồng hồ của chiếc xe các bác nhá. Có tích hợp phím điều khiển ở trên vô lăng. Đấy. Và có màn hình giải trí Android cỡ lớn loại to rồi. Đấy, hệ thống điều hòa đây, những công tắc phím bấm còn rất là đẹp luôn. Đấy, vô lăng củ số đẹp các bác nhá. Táp lô táp ni rất là tươi sáng. Đấy, và có cửa sổ trời. Gương kính điều chỉnh điện. Một mẫu xe sedan 2 đầu số tự động được nhập khẩu nguyên chiếc các bác nhá. Đây, đây là phần phía sau của cái chiếc xe này. Một chủ biển Hà Nội 30T5392. Một chủ từ đầu các bác nhá. Chạy rất ít. Nội ngoại thất của xe còn rất là mới luôn. Đấy, rất là mới. Xe hoàn toàn là một chiếc xe không có lỗi. Đấy, cam kết cho các bác mình như vậy, bảo hành cho các bác luôn. Đối với những cái mẫu xe mà bên em bán, đặc biệt là cái mẫu xe này. Đấy, có cửa sổ trời đây các bác nhá. Trần của xe thì là nó là trần ý. Đấy, bây giờ thì em sẽ cho toàn thể các bác mình xem một số những cái vị trí để các bác biết được chiếc xe này nó đẹp như nào. Và trang bị thì có một số tính năng, tí em cũng sẽ đọc cho các bác mình biết luôn nhá. Bây giờ thì em sẽ quay cho các bác xem phần khoang máy. Các bác nhìn xem cái phần đèn của xe này. Đèn rất là mới luôn này. Đèn theo xe nhá. Có bi cầu nhá, cực sáng vào ban đêm. Đấy, đây là biển số của chiếc xe, các bác nhìn xem. Đăng kiểm của xe đến tháng 8 năm 22. Đấy, cuối tháng 8 năm 22 nhá. Bây giờ thì em sẽ mở máy ra và cho các bác xem động cơ của chiếc xe. Đấy, xem chiếc xe chất 8 vạn xem được như thế nào các bác nhá. Đây các bác nhìn cho em này. Nhìn cho em một số vị trí đây. Đây những con bu lông ốc vít nó vẫn còn vàng ươm này các bác nhìn này. Đấy vẫn còn vàng chóe luôn. Và zin máy zin từ lắp dàn cò nhá, vẫn còn cái keo mà nó lìa lìa ra đây một ít đây các bác này. Đấy máy zin từ lắp dàn cò luôn. Quá tuyệt vời đúng không ạ? Đây là phần động cơ của chiếc xe. 1.6 thôi thì mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe Mazda 3 này nó chỉ tầm khoảng là trên dưới 7 lít trên 100 km các bác nhá. Vâng. Đấy. Mazda 3 2009 đăng ký lần đầu cũng là 2009 luôn và sử dụng đến bây giờ anh chủ trước rất là ít đi, chỉ để ở trong nhà và ít khi mang ra ngoài đường để đi các bác nhá. Và rất là cẩn thận, phủ bạt rồi cho trong nán rất là cẩn thận luôn, cho nên tất cả phần bên ngoài cho đến vào bên nội thất bên trong nó chưa bị ố bạc, chưa bị kiểu là bị mất cái lớp mỡ theo thời gian đấy ạ. Dạ vâng. Bây giờ thì em sẽ quay chi tiết cho các bác xem về mẫu xe Mazda 3 này của bên em. Các bác quan tâm đến cái mẫu xe này, các bác alo trực tiếp cho bên em theo 3 số điện thoại hotline là 0938586307 và 0389000555 và 0335838389 và số hotline các bác nhá. Các bác kết nối Zalo để được xem thêm và biết thêm những mẫu xe này và những mẫu xe khác. Dạ vâng. Các bác nhìn xem này, từ phần đèn trước đến đèn sau xe rất là mới luôn. Và lốp của xe đây, một dàn lốp dày. La dòng đúc, phanh đĩa, 4 bánh, phanh ABS, có cả là 4 bánh các bác nhá. Keo chỉ của xe không mất một phân nào luôn. Một chiếc xe hoàn toàn không lỗi và độ zin còn rất là cao, như là máy số zin, keo chỉ zin và nội thất của xe là zin hoàn toàn các bác nhá. Chưa làm lại gì đâu. Chiếc xe này em thấy thì mới chỉ tỉa đại một số sơn bên ngoài thôi chứ còn thì chưa làm lại gì các bác nhá. Và lốp của xe thì mới thay. Đấy. Lốp theo xe vẫn còn nhưng mà anh chủ trước mới thay dàn lốp bít vào rồi. Đấy, lốp bít chạy rất là êm các bác nhá. Rồi ok, bây giờ thì em sẽ quay chi tiết cho các bác xem về mẫu xe Mazda 3 này của bên em. Các bác quan tâm liên hệ sớm vào để bên em để cho các bác chiếc xe này nhá. Dạ vâng. Đây các bác nhìn này, keo chỉ zin nhá. Đấy, keo chỉ zin không mất một phân nào luôn. Tem này vẫn còn nguyên này. Đấy, gioăng cửa nguyên này và những con bu lông ốc vít của xe còn đen xì này, đúng không ạ? Bốn tắp ni của xe còn rất là mới luôn. Đấy, rất là mới luôn này các bác nhìn này. Chỗ này bằng chất liệu da và đây cũng thế này. Ở trên đây cũng vậy. Đấy, da công nghiệp các bác nhá. Nhưng mà da theo xe luôn đấy ạ. Đấy, mời các bác xem từng phần. Chiếc xe này thì các bác thấy em quay đâu nó đẹp đấy đúng không ạ? Các bác nhìn này.
những cái vị trí con bu lông ốc vít, những cái phần móc quá như này nhá, các bác để ý xem nếu con nào mà chạy nhiều nó sẽ bị ố đi, nó sẽ bị kém đi. Không những dòng Mazda mà những dòng xe khác cũng vậy, nếu mà chạy nhiều nó sẽ bị kém đi các bác nhá. Con này của em thì các bác nhìn thấy là rất là ok đúng không ạ? Bộ ghế da căng đét luôn, không hiện tượng bị sập sệ tí nào cả. Và sàn của xe được trang bị là sàn lì nhá, vẫn là lì zin theo xe. Và đây táp lô đây, đem quay gần một chút cho toàn thể các bác xem cái phần táp lô của chiếc xe này. Đây các bác nhìn này, đấy, cửa gió không gãy vỡ gì nhá, âm thanh hay, điều hòa lạnh sâu lạnh buốt, chìa khóa khiển là nguyên bản theo xe. Đây có sinh nhan này, và đây là báo rẽ, đây là kiểu là có một chỗ để mình báo đồng hồ các bác nhá. Cốp đồ đây, đấy, cốp đồ to rộng. Khung vỏ của dòng xe nhập này nó rất là cứng và dày chắc các bác nhá, nó không giống như là một số những mẫu xe mà lắp ráp Việt Nam đâu, nó rất là cứng luôn và tôn dòng này nó bền các bác nhá, chạy nó chắc nữa. Một lát nữa em sẽ quay phần gầm cho các bác xem sau, các bác xem cho em phần nội thất đi ạ. Em nghĩ là các bác mình sẽ rất là nhiều người đúng chân đối với dòng xe này, và đối với những cái dòng xe mà nó đẹp đẹp như này mà nó chất chất như này, chạy ít như con xe này đấy, nó vẫn còn mới như con xe này, thì thường thường bên em vẫn bán những chiếc xe này nó tầm khoảng loanh quanh xít xít gần 300 triệu các bác nhá. Còn những cái mẫu xe mà tất nhiên là cũng đợt trước em bán một con như này chỉ có 250 thôi các bác ạ, chỉ có 250 thôi các bác nhá. Thế nhưng mà đấy là cái chất lượng của xe, nó sẽ chắc chắn điều rằng là sẽ không bằng con xe này rồi. Vâng, tiền nào của đấy thôi đúng không các bác. Và tiếp tục các bác xem cho em nhá. Này các bác nhìn xem, rất là mới luôn này, tem nguyên này, đấy, những phần ngoàm khóa cánh cửa này, và lòng trong này, lòng trong sơn zin các bác nhá, lòng trong sơn zin hoàn toàn luôn. Đấy, những cái phần tắp đi cánh cửa này đẹp đều như nhau hết các bác ạ. Đấy, gioăng cửa xe là không gách, không rách, không gãy, không vỡ gì. Đấy, cột kèo đinh tán nguyên zin các bác nhá. Đây lòng trong của chiếc xe. Đấy, bộ ghế trên dưới trước sau còn rất là mới luôn, gần như là không có người ngồi mấy đúng không ạ, đặc biệt là cái hàng ghế sau này không có một chút nào là xấu kém đối với phần ghế cả đúng không ạ. Phía sau được đồ thoải mái nhá. Và trần của xe thì được trang bị là trần lý đây, trần lý nguyên bản theo xe các bác nhá. Đấy, cửa đóng chắc lịch, kính của xe bọc dán rồi, và tất cả kính của xe đều là kính zin các bác nhá, chưa bị vỡ một kính nào hết. Rồi em đóng cửa lại cho các bác xem phần bên ngoài, có sinh nhan báo rẽ nằm trên gương. Và đây là phần nước sơn bên ngoài của cái chiếc xe Mazda 3 này, các bác nhìn xem với nước sơn rất là sáng bóng, thân vỏ không có lỗi, cho nên là các bác nhìn xem là nó rất là khít đều đúng không ạ, căng bóng. Bên em đã bảo hành cho các bác về những vấn đề lỗi rồi thì các bác yên tâm đúng không ạ, các bác yên tâm về những vấn đề lỗi của chiếc xe nhé. Cam kết bằng văn bản, có thể là mình bằng tất cả những cái gì mà để cho các bác mình tin tưởng các bác nhá, làm bất cứ hình thức nào cho các bác tin tuyệt đối thì thôi. Và đây là phía sau, phía sau thì có cảm biến lùi này đúng không ạ. Đấy, logo đây, có đuôi gió nhá. Đấy, đèn trước đèn sau xe rất là mới đây các bác nhìn đây. Đấy, nước sơn căng bóng. Và tới đây thì em sẽ quay tổng thể cái bãi, tổng thể bãi xe để cho các bác xem nhá. Bên em hiện tại đang có trên 100 đầu xe các loại cơ, rất là nhiều xe cho mình lựa chọn luôn ạ. Và đây là phần cánh cửa tiếp theo, mời em bắt đầu em quay và review cho các bác xem. Ở chỗ này có một cái gioăng hơi rách một tí, nhưng mà cái gioăng này thay được các bác nhá, rất đơn giản thôi. Quan trọng nhất là cái chất xe đúng không ạ, con gioăng này thì sửa hết có mấy trăm nghìn thôi, có thể là mình thay được gioăng mới rồi. Đấy, 4 cánh cửa đây, không bị xước răm đối với phần nội thất bên trong nhá. Rồi, tiếp tục đây ạ. Đấy, đẹp chưa ạ? 4 cánh như nhau và thiết kế chất liệu là như nhau. Da này, đây bằng da nữa các bác nhá. Đấy. Tay cầm nắm đây các bác nhìn xem không có hiện tượng bị xấu đúng không ạ? Gương kính điều chỉnh điện được nằm ở khu vực này. Chỗ này thì vừa rồi em cũng quay rồi đúng không ạ? Các bác cảm nhận thấy chiếc xe này của bên em ra sao ạ? Thấy chiếc xe này của bên em nó như nào ạ? Các bác mình có thể để lại cái phần cảm nghĩ của các bác ở dưới phần bình luận nhá. Để mình còn cùng nhau bàn bạc, cùng nhau bình luận đúng không ạ? Được không?
Đây là phần sơn si vỏ vẻ bên ngoài của chiếc xe này. Em quay lốt cho các bác xem đây. Và gầm đây nhé. Đấy, gầm rất đẹp luôn. Em thấy thì nếu mà chiếc xe 2009 mà chạy 8 vạn thì đây là một cái mức mà rất là hiếm có trên thị trường đúng không ạ? Dưới 10 vạn thì những chiếc xe 2009 này rất là ít có luôn. Ngang với lại đời 2017 kia của em rồi đúng không ạ? Đấy, xe rất mới luôn các bác nhá. Các bác mua chiếc xe này về thì sự đi yên tâm luôn. Đi yên tâm lâu dài, có thể đi suốt cuộc đời các bác luôn được các bác nhá. Dòng này thì thùng đồ đạc của nó rất là dễ và rẻ rồi, sẵn có nhiều, không kém thợ sửa chữa đúng không ạ? Giá thành thì đối với chiếc xe này cũng hợp lý đúng không? Cũng hợp lý, quan trọng nhất là cái chất xe thôi đúng không ạ? Chứ còn thì ra là cái form dáng này nhiều người cũng không thích lắm đúng không ạ? Nhiều người cũng thích lắm, nhưng mà quan trọng nhất là các bác mình thích cái chất, thích cái độ đẹp và thích xe Nhật nhập khẩu thì đây là một mẫu xe ok cho bác mình lựa chọn đây. Đặc biệt cái màu rất là phong thủy đúng không ạ? Đối với cái biển 30T kia, bác nào mà không thích thì mình có thể là làm sang tên đổi biển nhá. Bên em sẽ hỗ trợ cho. Đấy, hỗ trợ hoặc là các bác để nguyên biển mình làm công chứng ủy quyền đi, không cần phải sang tên. Và ship xe bên em có hỗ trợ ship toàn quốc nhá. Đấy, bất cứ tỉnh thành nào trên mọi miền Tổ quốc, bên em sẽ ship đến tận nơi cho. Còn bác nào mà đến trực tiếp được tại siêu thị ô tô Hải Dương đây thì nó quá tuyệt vời rồi đúng không ạ? Đấy, mình sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn. Bác nào đang có tầm tiền gần 300 triệu các bác mua xe này là quá đúng, quá tuyệt vời luôn, đúng bài luôn đúng không ạ? Dạ vâng, video này thì em đã quay xong rồi. Xin phép được tạm dừng video này tại đây. Các bác hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và nhấn theo dõi trang nhé, để cùng đồng hành cùng theo dõi với bên em trong thời gian tiếp theo. Rất nhiều xe được đăng tải lên theo hàng ngày. Dạ vâng. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bác ạ.